Turning Pro, written by Stephen Pressfield. Cách trở thành một chuyên gia từ những thử thách và khó khăn được viết bởi Stephen Pressfield. What inside the book Models of Self Transformation? Các hình tượng thay đổi, biến đổi từ bên trong. Ở đây có 7 chương thì mình sẽ xin tóm tắt từng chương. A shadow clear impedes you from finding your true self. Công việc tiềm ẩn đang cản bạn biết bạn là ai. Ở chương 3, how addiction and lack of desire to change something blocks true calling. Sự thiếu kiên định và thiếu sự hoài bão sâu sắc để phá vỡ những điều mong mỏi bên trong con người của bạn. Addiction to failure is an escape from challenge. Sợ rằng sẽ thất bại làm cho bạn lo lắng mà không dám đối mặt với các thử thách khó khăn. Chương 5, be proactive in facing fears. Và tác giả khuyên rằng hãy nên nhìn sâu vào những sự sợ hãi và thách thức để thay đổi bản thân mình. Ở chương 6, advice on becoming a pro. Bất cứ chúng ta ai cũng có thể trở thành người chuyên nghiệp và chuyên môn giỏi. Đó là lời khuyên của ông ấy khi bất kỳ ai chúng ta mong muốn trở thành một người chuyên biệt, chuyên môn giỏi và một chuyên gia. Stephen Pressfield is a best-selling author who wrote The Art of War, A Man at Arms, and The Legend of Bagger Vance was picturized. Stephen Pressfield là một tác giả nổi tiếng, đã viết nên những quyển sách nổi tiếng vượt thời gian, phi thời gian, như là Nghệ thuật chiến tranh, Người đàn ông trong chiến trường. Huyền thoại Bagger Vance đã được hình tượng hóa thành những quyển sách nổi tiếng. He went through the arduous journey of being a truck driver and becoming a professional writer in demand. Ông ấy đã vượt qua rất nhiều khó khăn từ chuyến đi, khó khăn cuộc sống từ người lái xe, tài xế lái xe thôi, nhưng mong muốn trở thành một nhà viết văn chuyên nghiệp đã khiến ông trở thành một tác giả nổi tiếng. Turning Pro includes autobiographical moments of how the author overcame his fears and achieved success through trial and error. Quyển sách Turning Pro, trở thành chuyên gia, bao gồm tiểu sử và những giây phút tự sự của ông, làm thế nào tác giả vượt qua sự sợ hãi và đạt được thành công mong muốn thông qua những thách thức, khó khăn và sai lầm. The book teaches us how to live meaningfully, become more and more ourselves. Quyển sách đã dạy chúng ta làm thế nào để sống cuộc sống ý nghĩa hơn và tốt hơn với bản thân mình. By his example, Pressfield shows that being a pro is challenging but rewarding. Bằng việc đưa ra các ví dụ, Pressfield đã cho chúng ta thấy rằng việc trở thành chuyên gia rất là khó khăn, thử thách, nhưng cũng đáng ca ngợi và đáng tặng thưởng. Your life will become genuine once you liberate yourself from the pressure of society and fears. Bạn biết không, cuộc sống của bạn sẽ trở nên duy nhất và có ý nghĩa hơn bao giờ hết khi bạn giải phóng chính bạn ra khỏi những năng lượng sợ hãi, những áp lực của xã hội này. You will still have doubts and concerns, but the way you face them changes for the better. Tất nhiên, bạn cũng sẽ có những hoài nghi, những lo lắng băn khoăn, những day dứt không trăn trở. Nhưng cách bạn đối mặt với sự thay đổi của cuộc sống lúc nào cũng cho bạn nhiều cái tốt hơn mong đợi các bạn. Ambition I have come to believe is the most primal and scared fundament of our being. Stephen Pressfield, ông viết rằng hãy cứ khao khát đi, hoài bão đi và hãy tin tưởng đi. Đó là nhân tố to lớn quan trọng nhất để chúc coi người chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Nào các bạn cùng lắng nghe để hiểu sâu hơn về quyển sách này nhé.
In this summary, we consider steps anyone can take to build a successful company from the ground up. The first thing we dealt with was the entrepreneurial mindset. Not everyone is meant to be an entrepreneur, but the journey is worth it if you're ready to run and face the risks that come with it. After deciding to be an entrepreneur, the first thing you have to do is to find a product to sell. However, we said that just Googling hot product to sell isn't the way to build a sustainable business. Start with deciding on a market segment you want to serve. A good strategy is to start with your own life. What's a pain point you wish someone could solve yours for you? If you thought hard and can't find any, look at the lives of those around you who can make their lives better, easier, or more efficient. Identifying a market segment and its pain points will give you an idea of the sort of solution to create or improve on. Next, find private label companies or contract manufacturers who can help develop this product. And if it's something you can do yourself, great. When your product is cooking, start making noise about it on the internet. Create digital footprints for your brand. Run ads to get more eyeballs on your content. Then create other offers that you warmed up. Audience can't refuse. Grow your business from no sales to several sales a day, and then to multiply sales per day. As the business grows, you may want to sell it off to bigger brands or keep it yourself. Well, try this. After this summary, start searching for problems you could create products to solve. Once you found something you think your audience would love, conduct research on Amazon and social media to see how profitable similar products are in niche. Only build a business when the products are selling well. Okay, try to start and handle everything in your hand. Công tác này mình xem xét các bước mà bất kỳ ai cũng có thể thực hiện được để xây dựng một công ty thành công ngay từ đầu. Điều đầu tiên chúng ta giải quyết là tư duy kinh doanh. Không phải ai muốn trở thành một nhà doanh nhân giỏi thành đạt cũng được đâu các bạn. Cuộc hành trình này rất đáng nếu bạn sẵn sàng mài dũa và đối mặt với những rủi ro đi kèm với nó. Sau khi quyết định và suy xét mình có nên trở thành doanh nhân hay không, việc đầu tiên bạn phải làm là tìm ra sản phẩm để bán. Trong bất kỳ một ngành kinh doanh sản xuất nào thì việc hướng đến là tạo ra một cái sản phẩm tốt để bung ra thị trường và làm sao cho thị trường có đón nhận mình hay không. Tuy nhiên, mình nói rằng việc đăng cái sản phẩm hot trên Google để bán không phải là cách để xây dựng một doanh nghiệp bền vững. Bắt đầu việc quyết định phân khúc thị trường mà bạn muốn phục vụ, một chiến lược tốt là bắt đầu với cuộc sống của chính bạn. Tìm ra cái điểm mấu chốt, then chốt mà thị trường đang quan tâm nhất. Và thị trường muốn bạn giải quyết. Và cái điểm mấu chốt, cái điểm đau đớn nhất mà thị trường đang gặp phải là gì? Bạn có thể gỡ rối được cái điểm mấu chốt đó hay không? Bạn đã suy nghĩ kỹ và cái kế hoạch nào để xử lý vấn đề đó hay chưa? Hãy nhìn vào cuộc sống của những người xung quanh bạn. Làm thế nào bạn có thể làm cho cuộc sống của họ tốt hơn, dễ dàng hơn hoặc hiệu quả hơn? Ví dụ, khi xưa chưa có máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi, cuộc sống của người ta như thế nào? Tất nhiên rất nhiều người phụ nữ dành rất nhiều thời gian cho công việc gia đình. Điều đó hạn chế thời gian họ ra ngoài và theo đuổi ước mơ, sự nghiệp của họ, đúng không nào? Xác định một phân khúc thị trường và những điểm khó khăn của nó sẽ cho bạn ý tưởng về loại giải pháp để tạo ra hoặc cải thiện. Tiếp theo, hãy tìm các công ty nhãn hiệu tư nhân hoặc nhà các nhà sản xuất theo hợp đồng có thể giúp bạn phát triển các sản phẩm này. Và nếu đó là điều mà bạn có thể làm được thì thật là tuyệt biết bao. Khi sản phẩm của bạn đang được
nấu chín trên thị trường, đang được thị trường quan tâm và đón nhận, hãy bắt đầu gây ồn ào về sản phẩm đó trên Internet bằng cách thực hiện và sử dụng các công cụ Internet như là người bạn đồng hành đồng môn, như là đòn bẩy để giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình và tạo thế mạnh và lợi thế, tạo lợi thế để nhiều người biết đến. Ngày nay, công nghệ cao thực sự đã ứng dụng trong các ngành kinh doanh sản xuất. Việc các doanh nghiệp không áp dụng được công nghệ cao trong việc trong công việc của mình hoặc là xây dựng sự phát triển mô hình kinh doanh của mình thì thật đáng tiếc và sẽ khó lòng phát triển công ty bền vững. Và lâu dài và phát triển vượt trội, cạnh tranh hơn so với những công ty khác. Thế nên nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình phát triển, bạn có thể bán nó hoặc xây dựng thương hiệu và bán nó trong tương lai, thì hãy giữ lại nó và phát triển nó lớn mạnh lên. Nếu bạn quyết định bán nó một thời điểm nào đó, có lẽ là bạn bị mất sai lầm. Nhưng hãy suy nghĩ thấu đáo và nghiên cứu kỹ lưỡng để đàm phán đúng cách. Nếu thương hiệu của bạn được nhượng quyền được bán đi, thì lợi ích tài chính khổng lồ bạn nhận được thật là đáng để nói biết bao. Doanh nghiệp của bạn là của bạn, vì vậy bạn phải nên kiểm soát và suy nghĩ thấu đáo khi đàm phán với bất kỳ ai. Hãy quyết định xem bạn muốn bán mọi thứ hay chỉ là cổ phần trong doanh nghiệp. Đừng để bất cứ ai đưa ra quyết định đó giùm cho bạn. Phải bỏ thời gian suy nghĩ và nghiên cứu, đầu tư vào những quyển sách kinh doanh lớn để làm cho đầu óc của bạn mở mang. Đó là lý do vì sao Trump hay Bill Gates rất khuyên bạn hãy đọc sách nhiều và tự học hỏi nhiều. Mặc dù chúng ta không học ở trường lớp, nhưng chúng ta cũng phải luôn học từ sách vở, từ bạn tốt và những người supporter, những người tutor, mentor của chúng ta. Đó là toàn bộ nội dung của quyển sách này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, comment và để lại ý kiến của các bạn nhé. Tạm biệt các bạn.